Vì nồng lương điếp, bài tình lược khóa táp tời là món đây trang táng của tướng dân tộc, tỷ Tì lệ tình văn hóa sạn mì tử lai tời quá bài kha tàng hết kinh, thư bòn sắc nghệ thuật. Này số lai bản còn cần dân tộc sao tiền số huyện Nguyên Bình, lai cần bài trẻ bài mé vận táng theo nhập bài tình lược khóa hữu đang lầu và bài cần trang luận xe chảo óc bên bài khưởng lược khóa của dân tộc này là mòn cáp lạt trựa bài tình đây sắc săn tài khỏ của cần mẹ nhìn mòn đây tỉ, thân cả này vẫn đầy sực xe. Khương sụp khóa táp tời của cần mê nhìn sao tiền, ca khẩn bại mòn đây. Bấu than mì bại mòn đây sướng, mà nhằng mì bại mòn chăn đây, ca khẩn bại màu nhọm của bài bú ké. Tời con tạt xe thân cả này, bài xì váng công sụ bài dịp lệ nền bài ké bài trẻ cần sao tiền số hoài cao tèo thư bài thình dùng ngồi là bài mòn bèn quỵ của lầu xe ao mà nặng giá tèo theo nhập cần bài bơ khoèn bơ sữa cần mê nhìn sao tiền vận sương xì tài sung và ngồi đây bài khưởng sửa khóa táp tời bài cường khoèn tang nà hừ bài mòn văn hóa của dân tộc lầu bà đặng thị mùi đà sở chết liếp pi tối tha cùng đà bấu han sọ tối mư cùng bấu đầy nhằng khoái táng tổng bừa con to công việc chăm bà mèn thương phần đầy bà mùi hết chăn sục sạo vì công việc này của bà đà hết tăng tới cần lầu xe chào óc đầy bại mòn chăn đây số tình biến phải bà đặng thị mùi và bài cần mèn nhìn giao tiền số này đa cáng quá lai công khèn nhất là công khèn chăm sáp mèn thương tứ bài biến phải khao bằng bông đầy vẻ khẩn tứng bài mòn chăn đây và lần kỹ thuật mưa chấm sáp ong dỉ tỏi lèo chăn chúng lèo tài khó trắng trạo đầy bền bài hình đây sướng thân xì hết bẹo và ao phải pe nhọm xì tì bài thình đã về khấn xe trắng khảo sát ong xe hăn mì khẩn bên màu số tỉnh phải chạm chăn đây xuống là Sáp mèn thương này lèo lược chăn đây bấu trừ bài thình tờ cùng bình số này bong khói bê ao sáp mèn thương mà ra le hết lèo hết bằng sáp mèn thương thình này trắng bền khi về cần bài biến phải sẽ đáy đây hơn và rõ hơn về tứ mềm thương đai bấu đáy đây tổng bệnh ấy. Kỹ thuật chăm sát mềm thương đã chăn khó bài cường sửa khóa của cần sao tiền nhằm tỏi lèo sử chăn mì tinh mừ trang tứng xì nhập phấn theo ái thuần lè số 7 cái khăn thống tình thua dù đang sửa bài thình vẻ khẩn lè bài co mày bài bơ mày bióc, tô ma tô nộc và bài nà thắn xe cà khẩn bài thình trang tời lòng hàng vằn ngơ xuống mì đại tời lòng yếm đo hôn hỉ cùng su ca lai cần mẹ nhìn sao tiền đai ché đặng thị lan cùng đẩy mé tại theo tứ bữa nhàng sáy vì xèo bữa bày bày mòn đây của cần mẹ nhìn đầy cả khẩn quá bày tin mừ mưa theo nhập bài cường sửa khóa ché lan cùng hử chắc xe chứ đáy thuốn bày tàng theo chăn đây lè cần lèo thuốn lai xì giờ tìm các cụ bảo là tìm những từng sợi dây qua mà khó nhất là... kỹ thuật khó nhất chăng theo bài cường sửa khóa lẻ bày cái sai bên này, này mà lâu bấu đánh han đáy lang tỳ lè là... lèo thấp khó nhất là xì gì... cái quá tình căn lè chăn khó xe hết đáy phiêng bên cả tuôn nộc này lè cùng son tứ bích Còn... tứ cò sự chăn chiều xuống hay cả bấu phối thân bay ngần tiếu số tình bạc cường sửa khóa của cần giao tiền song càng bắt sửa bằng ngần số bằng nã ức cò lệ thư chết kiềng ngần bằng lăng lệ đầy hết sướng sai chuông và bài sai mì muối cườm sẽ có phấn bảo tồn văn hóa táp tời của bình động dân tộc sao tiền nhất là việc hết bài khường sửa khóa bạch cấp bài ngành của huyện Nguyên Bình đã và đang lý tấn lèng mở việc tuyên truyền, xài tỉ hết đây việc khuyến khích le bang hưa bỉ nọng, rực le và hết hứa bay cần mưa bài thình tát tời cáp sáu du lịch cộng đồng. Và mòn cần xíu hơn thêm, chính cộng đồng cần giao số này cùng tài lung bài mòn nằm truyền tại hự bài lục lan tiếp lèo xe hết óc bài cường lục khóa tát tời bấu mèn tá bay lèo bi bươn. con gái chị làm cũng rất là đẹp này là cái khăn thồng thua lục sao của khỏi hết tàu đủ nhất là đáy thình này lục sao khỏi hết trang sam bươn xì son bẹm pi son mà hè lè xài bẹ mé bay liệt vài, han bẹ mé hết mà han nát lè cả mé lục cụt xuống son và đáy hết bên này lục lao lè quá thì son tói và bảy ké lại ừ. củ chắc đầy mưa bài phong tục của lầu. Bà thì... Bài cường khoèn sửa khóa lè bài món chăn cần xíu, chào bền văn hóa của dân tộc mài cà trang tời mớ bài cường sửa khóa của tời mớ đà mỹ lai ao khảo tời lòng của bì nọng dân tộc búng sung to cộng đồng cần sao tiền vẫn đang sĩ tài này, rực ra bài cường sửa khóa táp tời trạo bền bòn sắc văn hóa của dân tộc lầu